Xin chào các bác nhé, anh em chúng em đang có mặt tại nhà anh Tùng ở Thạch Thất, Hà Nội. Lắp cho anh Tùng một đằng cao kia, trước kia thì xe đang quay đầu này. Em Tùng đây, vào cho anh ở trong này. Anh có kịp cơm nước gì không? Có. Ăn cơm rồi hả? À. Thôi mà bản đồ này chỉ em đi cái ngõ số 7. À, nếu anh gửi ra cái đơn vị ấy, nó gửi nhầm ngõ đi trên. À, thế mà hỏi gọi điện thoại cho nó chính xác. Đây từ đây về nhà mình còn xa không? Đây, cổng đây. À, cổng đây đấy á? Vâng. À. Thế này ô tô vào được không nhỉ? Chắc là lo đấy nhỉ? Vâng. Nhưng mà cái ngõ này mình có nhiều xe đi lại không? Ít. À, thế thôi, cho vào đây được nhỉ? Ừ. Đây, xe đang quay đầu các bác. Cô cứ đi ra đấy. Vâng, chào bà. Đúng rồi, chào bà. Làm cái nào kia? Rồi! Bạn còn làm âm thanh cho một. Đấy, cho vào đó một cái xe này hay quá. Vâng, con mượn bà cái xe. Hay quá. Đấy! Đấy, vào luôn. Đây, vậy. Anh kêu một em thôi. Nặng anh nhé. Úi dồi. Vâng. Mic. Rồi. Nhớ là đồ chết tiên. Cẩn thận nặng anh. Để chúng ta cùng vào tham quan không gian nhà anh Tùng nhá. Đơ nắp ở đâu hả anh? Ừ? Ông ấy nắp ở đâu nhỉ? Lắp trắng lên như vậy đúng không? Trên nhà này hả? À đây. Đây rồi. Đây, loa đây rồi. Loa thiết bị đây rồi. À, anh có điện không? Anh bật. Anh bật điện giúp em. Đấy. Có cái điện nào nữa anh bật hết cho sáng nhỉ? Đấy rồi. Đâu, loa mình sẽ để một đêm một chiếc hả anh? Vâng. Trên này một chiếc nữa à? À. Một chầm để tạm đây hay là đây nhỉ? Chầm để dưới góc này đi. Vừa đẹp luôn. Ừ. Để đấy thì vừa. Vừa đẹp luôn. Xong một quán trên kia nữa kìa. Còn quán nữa đi lên trên kia. Nó lại cùng màu với cái kệ gỗ của mình đấy. Rất hợp. Rất đẹp. Chồng
Chiều nào xòa tóc ngồi